Tập Cận Bình liên tục ẩn mình, phải chăng bị ảnh hưởng bởi những lời tiên tri? Trong suốt nửa đầu tháng 8, ông Tập Cận Bình vẫn ẩn mình. Cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị ngày 17 tháng 8 cũng không có hình ảnh nào của ông. Vào ngày 22 tháng 8, ông Tập xuất hiện trước công chúng ở Nam Phi, nhưng sau đó vắng mặt tại diễn đàn doanh nghiệp BRICS. Ngày 23 tháng 8, ông lại xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ông Tập biến mất khỏi tầm mắt công chúng theo từng giai đoạn, thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Điều này liên quan đến việc ông lo lắng cho sự an toàn của bản thân về việc ám sát một cuộc đảo chính, về số phận của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhà lãnh đạo của nó. Người dân từ lâu đã đưa ra nhiều dự đoán khác nhau và ông Tập Cận Bình không thể bỏ qua. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Thưa quý vị, động thái của ông Tập luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất trong giai đoạn thời gian quan trọng như hiện tại. Vậy liệu có thật hay không những lời tiên tri liên quan đến ông Tập dẫn đến việc ông luôn ẩn mình? Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố là vô thần, nhưng từ lâu, việc các quan chức cấp cao của đảng này tìm kiếm lời khuyên riêng từ các cao nhân đã là điều bình thường. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số lời tiên tri như vậy. Sự an toàn của ông Tập Cận Bình là ưu tiên hàng đầu. Ngày nay, sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành chủ đề nóng hổi trên toàn thế giới và số phận của ông Tập Cận Bình có liên quan mật thiết đến nó. Sau khi ông Tập tái đắc cử vào năm 2022, tưởng chừng như ông đã nắm được quyền lực trong đảng không còn cái thách thức. Nhưng gần đây, những chuyện tồi tệ liên tục xảy ra khiến ông phải ẩn mình. Không biết dùng kế sách gì và cũng không có ai tin cậy có thể sử dụng, ông Tập không chỉ lo lắng về an ninh chính trị mà còn lo lắng về sự an toàn của cá nhân ông. Hầu hết, mọi người đều quên hết những tiên tri bất lợi dành cho ông Tập Cận Bình, nhưng bản thân ông ta cũng không dám xem nhẹ chúng. Các bài phát biểu của ông Tập thường trích dẫn một số bài thơ hoặc cổ văn. Chắc hẳn có rất nhiều người trong nhóm tham mưu của ông đang tìm kiếm nội dung tương tự. Có lẽ họ cũng không bỏ qua những tiên tri liên quan đến Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố là vô thần, nhưng từ lâu, việc các quan chức cấp cao của đảng này tìm kiếm lời khuyên riêng từ các cao nhân đã là điều bình thường. Các cố vấn tham mưu của ông Tập ước tính không thiếu những người như vậy. Những việc như bảo vệ long mạch của dãy Tần Lĩnh, bảo vệ long mạch của Bắc Kinh và mở rộng long mạch đến Hùng An có thể chính là những người này chỉ dẫn hoặc đưa ra ý kiến. Ông Tập Cận Bình muốn giữ giang sơn đỏ, tiếp tục ngồi trên giang sơn đỏ, nhưng tiền đề là phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Thế nên, đối với một số tiên tri có liên quan thì bản thân ông Tập và các tham mưu, cố vấn của ông ta cũng không dám bỏ qua. Thiết bản đồ, dự đoán con chim lông trắng đụng chết bên vách núi. Thưa quý vị, cuốn sách tiên tri dân gian Trung Quốc Thiết bản đồ từng dự đoán rằng con chim lông trắng đụng chết bên vách núi. Phần trên của chữ Tập là chữ Vũ và phần dưới là chữ Bạch màu trắng. Con chim lông trắng đụng chết bên vách núi được cho là điềm báo trước số phận của ông Tập Cận Bình. Cuối năm 2017, trang mạng tránhkiến.org đã đăng một bài viết có chữ ký của tác giả Dân Hân, nói rằng: "Tôi hỏi bạn tôi đánh giá Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào? Anh ấy nói 4 chữ: không tiền tuyệt hậu. Trước đây chưa từng có và sau này cũng không có." Và giải thích, cái gọi là trước đây chưa từng có, không tiền ám chỉ sự thành công trong việc tập trung quyền lực của ông Tập nhanh chóng vượt qua Mao và Đảng. Và hành động cực đoan bảo vệ Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến chết của ông Tập cũng là chưa từng có. Còn cái gọi là sau này cũng không có, tuyệt hậu, có nghĩa là Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 không xác định được người kế nhiệm. Điều đó cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không có người kế vị. Anh ấy còn nói, đã đến lúc lời tiên tri thiết bản đồ được tiết lộ cho thế giới rồi. Vào mùa hè năm 2005, tác giả Dân Hân đến thăm ông Vương, người bạn tiểu học ở quê nhà. Ông Vương là thành viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật của huyện và là giám đốc trạm văn hóa ở quê nhà. Ông ấy đã từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Sau khi xem những hình ảnh về tảng đá tàng tự thạch có mấy chữ Trung Quốc Cộng sản Đảng vong, ông nói, đã đến lúc rồi, đây là ý trời. Việc đại sự giấu trong trái tim tôi hơn 50 năm, cuối cùng cũng đã có thông tin rồi. Ông Vương kể lại, năm 1951, trong lớp ông có người bạn họ Lý, cha ông ấy là một tú tài triều Thanh. Trong gia đình có một cuốn thiên thư tên là Thiết Bản Đồ, tiên đoán vận mệnh cuối cùng của mỗi triều đại, rất chính xác.
Nó từng bị liệt vào danh sách cấm trong mọi triều đại, nhưng lại được lưu truyền bí mật trong dân chúng. Một ngày nọ, anh bạn họ Lý giấu cha mang thiếp bản đồ đến trường. Một số bạn cùng lớp đã đọc nó. Thiếp bản đồ có nghĩa là lời tiên tri của mỗi hình vẽ đều chắc chắn như tấm thép, là kết cục đã được định trước và không thể thay đổi. Theo lời của người cha của ông Lý, hình vẽ cuối cùng trong thiếp bản đồ là hình ảnh vẽ tiên tri Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diệt vong như thế nào. Qua khoảng trống giữa hai đỉnh núi, bốn con chim đen lần lượt bay qua. Một con chim trắng đâm vào lưng chừng vách núi bên phải, máu bắn tung tóe trên vách núi và rơi xuống núi. Dưới bức tranh viết một dòng chữ, con chim lông trắng đụng chết bên vách núi này. Theo giải thích của ông Vương, bức tranh này minh họa hai điểm. Một là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diệt vong trong tay một nhà lãnh đạo được mệnh danh là con chim lông trắng. Hai là nhà lãnh đạo này cuối cùng sẽ chết vì Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó có người tiết lộ tin tức, chính quyền huyện phát hiện ra và đã tịch thu thiếp bản đồ. Ông Vương nói, chữ Vũ trên chữ Bạch chẳng phải chính xác là chữ tập đó sao? Tác giả Dân Hân bị sốc trước sự kỳ diệu của lời tiên tri và cảm thấy bí ẩn về thiếp bản đồ không rõ danh tính và niên đại này. Lần cuối cùng tác giả gặp người bạn họ Vương là vào năm 2014. Ông Vương ngồi trên xe lăn ở độ tuổi 80. Dù cơ thể yếu ớt nhưng đầu óc ông vẫn minh mẫn. Khi chia tay, ông ấy liên tục can dặn, khi đến lúc nhất định phải viết ra thiên cơ ẩn dụ của thiếp bản đồ và cho thế giới biết liệu bốn con chim đen cộng một con chim trắng trong thiếp bản đồ có đại diện cho năm thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Cuối cùng, con chim lông trắng đụng chết phải chăng là điểm báo trước cho số phận của ông Tập Cận Bình? Mọi người có thể có những ý kiến khác nhau, nhưng bản thân ông Tập Cận Bình và các cố vấn của ông có thể có sự liên tưởng. Việc tiên tri con chim lông trắng đụng chết trong thiếp bản đồ là tự đụng chết hay bị đụng chết vẫn còn là điều ẩn khó giải đáp. Nhưng việc ông Tập Cận Bình chủ yếu cần phòng ngừa là việc bị đụng chết, bị ám sát. Bạch đầu ông, tượng thứ 46 của Thôi Bối Đồ. Người thế gian vẫn luôn không ngừng giải nghĩa Thôi Bối Đồ. Những lời tiên tri trước đó đã ứng nghiệm rồi, cách giải thích hiện tại dường như dần dần sáng tỏ. Tượng thứ 46 của Thôi Bối Đồ sấm viết, ảm ảm âm mai, sát bất dụng đao, vạn nhân bất tử, nhất nhân nan đào. Tạm dịch, mịt mù ảm đạm, giết người không giao, vạn người không chết, một người khó thoát. Tụng viết, hữu nhất quân nhân thân đới cung, chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông, đông biên môn lý phục kim kiếm, dũng sĩ hậu môn nhập đế cung. Tạm dịch, có một quân nhân thân mang cung, chỉ nói ta là bạch đầu ông, kiếm vàng ẩn giấu ở cửa đông, cửa sau dũng sĩ nhập đế cung. Trung Quốc đã đến lúc thay đổi triều đại rồi, giải nghĩa tiên tri này như thế này có lẽ cũng không có tranh cãi và ông Tập Cận Bình sẽ chết trong một cuộc đảo chính. Bản thân ông và nhóm người của ông vẫn luôn phòng ngừa các cuộc đảo chính và ám sát. Trong câu, vạn người không chết, một người khó thoát, người không thể trốn thoát rõ ràng không phải là người bình thường. Dẫu nhìn từ góc độ nào thì cũng có vẻ tương ứng với ông Tập Cận Bình. Đại thể, có hai cách giải thích cho câu có một quân nhân thân mang cung, chỉ nói ta là bạch đầu ông. Một cách giải thích là ông Tập Cận Bình là bạch đầu ông, mặc dù ông Tập đã nắm được quyền kiểm soát quân đội và dường như là không ai có thể đối địch nổi. Nhưng thực tế không phải vậy. Cách giải thích thứ hai đề cập đến một quân nhân lớn tuổi khác cuối cùng kết liễu ông Tập Cận Bình. Kiếm vàng ẩn giấu ở cửa đông, cửa sau dũng sĩ nhập đế cung có vẻ đã nói rõ. Nếu bản thân ông Tập Cận Bình cho rằng một cuộc đảo chính quân sự sắp xảy ra thì việc thanh trừng quân đoàn tên lửa hoặc các mối đe dọa tiềm ẩn khác gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Bất kể bạch đầu ông là ông Tập Cận Bình hay kẻ hủy diệt ông Tập đều cho thấy ông Tập Cận Bình sẽ gặp phải một cuộc đảo chính. Ông Tập và nhóm của ông có lẽ đã nhìn thấy tượng thứ 46 của Thôi Bối Đồ từ lâu và đang làm mọi cách để có thể ngăn chặn cuộc đảo chính xảy ra. Mấu chốt của câu kiếm vàng ẩn giấu ở cửa đông, cửa sau dũng sĩ nhập đế cung là người kết liễu ông Tập Cận Bình có thể ở bên ông. Người này phải có quyền huy động quân đội, cảnh sát vũ trang hoặc cảnh sát, thậm chí là Cục An ninh Trung ương. Người này không những có thể kiếm vàng ẩn giấu ở cửa đông mà còn có thể cửa sau dũng sĩ nhập đế cung.
điều này có thể nói là khó lường đối với ông Tập Cận Bình. Những người xung quanh khó có thể tin cậy được. Ông Tập Cận Bình đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng này vào tháng 11 năm 2012. Thân tín của ông Tập là Lật Chiến Thư được chuyển sang làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương trước thời hạn. Vào tháng 7 năm 2012, tháng 9 đảm nhiệm vụ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương, tháng 11 thì được thăng chức là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương. Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2017, ông Lật Chiến Thư được thăng chức vào Thường vụ Bộ Chính trị, sau đó thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương. Ông Đinh Tiết Tường thay thế được coi là sự bổ sung thế hệ trẻ. Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022, Đinh Tiết Tường vẫn còn khá trẻ và được thăng chức vào Thường vụ Bộ Chính trị và không còn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương nữa, mà do ông Thái Kỳ, người cũng được thăng chức làm Thường vụ Bộ Chính trị tiếp quản. Có vẻ phi lý khi Thái Kỳ 67 tuổi, còn Đinh Tiết Tường chỉ mới 60 tuổi. Ông Tập Cận Bình dường như tin tưởng Thái Kỳ hơn và đã phong cho ông này nhiều chức danh, trong đó có chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia. Sự an toàn của ông Tập Cận Bình luôn là ưu tiên hàng đầu nếu ông Tập lo lắng về tượng thứ 46 của Thôi Bối Đồ. Điều ông thực sự cần đề phòng chính là những người xung quanh mình. Trong dân gian Trung Quốc từ lâu đã có câu nói, mau đăng giang hồ tức, gần âm mau đặng giang hồ tập, hay giang hồ tập vô, giang hồ tập là hết. Sự ẩn mình của ông Tập Cận Bình có lẽ đang cố gắng tránh những lời tiên tri này, nhưng rất nhiều lời tiên tri gần như nhất trí với nhau. Điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Liệu kỹ năng cứu mạng của bản thân ông Tập có thực sự thoát khỏi kiếp số chết khi tại nhiệm không? Nghĩ về những lời tiên tri này, so sánh tình hình hiện tại với sự ẩn mình của ông Tập Cận Bình, không cần giải thích thêm, người ta hẳn có thể cảm nhận được rằng Trung Quốc đang trải qua những thay đổi to lớn trong lịch sử. Ông Tập Cận Bình cũng thường nói rằng thay đổi thời cuộc chưa từng có trong 100 năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trên Internet có tin đồn rằng tay chân của Tập Cận Bình không sẵn lòng đi cùng với ông ta và làm vật tùy táng cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phản bội ông ta, cứu mạng họ vào những thời điểm quan trọng. Lúc này, ông Tập Cận Bình và những người theo ông Tập có thể không sợ hãi không? Lối thoát ở đâu? Đối với ông Tập Cận Bình, việc từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cách để tự cứu mình. Đối với những người chưa rút khỏi các tổ chức ở mọi cấp độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính sách tốt nhất là nhảy tàu giữ mạng. Những lời tiên tri trên cũng đã khép lại chương trình của TCT ngày hôm nay. Đặng Hiểu chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.